Và thưa quý vị khán giả, còn vòng chung kết U23 châu Á 2024 đang diễn ra vô cùng sôi động và cũng đang đi đến trận đấu cuối cùng. Đêm qua chúng ta đã được chứng kiến trận tranh hạng 3 giữa hai đội tuyển U23 Iraq và đội tuyển U23 Indonesia. Với đội tuyển U23 Iraq đến với vòng chung kết U23 châu Á 2024, mục tiêu của họ đó chính là giành vị trí chính thức tham dự Olympic Paris 2024. Thậm chí mục tiêu này còn cao hơn mục tiêu cho chức vô địch. Và đối diện với U23 Indonesia thì cơ hội này lại càng gần hơn đối với họ. Với ý nghĩa còn hơn cả một trận đấu tranh giải ba, cuộc so tài giữa đội tuyển U23 Iraq và U23 Indonesia đã diễn ra hấp dẫn. Với thế trận tốt hơn trong hiệp 1 thuộc về U23 Indonesia trong trang phục áo đỏ, với nhiều cơ hội đã tạo ra, đội tuyển U23 Indonesia đã có bàn mở tỷ số với cú sút từ tuyến hai chính xác của Iva Jenner ở phút 19. U23 Iraq ngay sau đó đã có câu trả lời, nhưng bàn thắng lại đến từ một pha bóng lộn xộn trước khung thành của đối phương. Người dứt điểm ngay trước vạch cầu môn là Jaid Tasin. Cục diện cân bằng một đều được duy trì cho tới hết thời gian thi đấu chính thức. Và sang hiệp phụ, Ali Jassim đã trở thành người hùng với pha lập công ấn định chiến thắng 2-1 chung cuộc cho đội tuyển U23 Iraq. Tiền vệ Ali Jassim cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải đấu năm nay với 4 pha lập công. Như vậy, U23 Iraq đã giành vị trí thứ 3 chung cuộc cùng một suất tham dự Olympic Paris 2024. Còn U23 Indonesia sẽ thi đấu trận playoff liên lục địa với U23 Guinea vào ngày 9 tháng 5 tới. Tối nay thì trận đấu cuối cùng của vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra. Hai đội bóng U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan xứng đáng là hai đội bóng mạnh nhất giải. Vì vậy mà người hâm mộ cũng đang rất chờ đợi vào cuộc đọ sức này. Chúng ta sẽ cùng đến với sự chuẩn bị của hai đội ngay sau đây. Trận chung kết trong mơ của vòng chung kết U23 châu Á là sự đối đầu đúng với sự kỳ vọng của người hâm mộ khi U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản sẽ cạnh tranh nhau để tìm ra nhà vô địch. Đội nào thắng ở trận đấu tối nay sẽ trở thành đội đầu tiên có hai lần lên ngôi vô địch ở giải đấu này. Cách đây 2 năm, U23 Uzbekistan đã loại U23 Nhật Bản tại bán kết của giải đấu. Cả hai đội đều có màn thể hiện ấn tượng tại vòng bán kết vừa qua. Trong khi đại diện Trung Á vượt qua U23 Indonesia với tỷ số 2-0 bằng một thế trận vượt trội, thì U23 Nhật Bản cũng dễ dàng có được chiến thắng với tỷ số tương tự trước U23 Iraq. Huấn luyện viên Go Oiwa của U23 Nhật Bản vẫn tỏ ra thận trọng. Chúng tôi vẫn chưa hoàn thiện lối chơi của mình, vẫn còn những điều cần khắc phục. Việc hồi phục thể lực sau trận bán kết cũng rất quan trọng. U23 Uzbekistan là một đội bóng mạnh và rất khó để vượt qua họ. Chúng tôi sẽ cố gắng để chơi một trận đấu hay nhất có thể và hy vọng sẽ có được kết quả tốt. U23 Nhật Bản sẽ có đầy đủ lực lượng trong trận đấu vào tối mai, trong khi bên phía U23 Uzbekistan, hậu vệ Alibek Darodov sẽ vắng mặt do thẻ phạt. Đại diện Trung Á là đội duy nhất toàn thắng tại vòng chung kết U23 châu Á tính đến thời điểm này. Kể từ sau thất bại tại vòng bảng, U23 Nhật Bản chưa có thêm lần nào vấp ngã. Liệu lối đá khoa học của những samurai sành có bị khắc chế bởi lối chơi tấn công tốc độ của U23 Uzbekistan? Người chiến thắng sẽ được lịch sử gọi tên khi trở thành đội bóng đầu tiên có hai lần vô địch. Chung kết U23 châu Á 2024, U23 Nhật Bản, U23 Uzbekistan, 22:30 ngày 3 tháng 5 trên kênh VTV5. Vũ điệu cuối cùng tại sân Jassim Bin Hamad. Quý vị khán giả đang đồng hành cùng bản tin nhịp đập thể thao của Đài Truyền Việt Nam và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao trong nước. Thưa quý vị, sau rất nhiều ứng viên sau khi huấn luyện viên Philippe Chaudière chia tay đội tuyển bóng đá Việt Nam của chúng ta, thì cuối cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã lựa chọn cho đội tuyển bóng đá Việt Nam một cái tên phù hợp nhất và dự kiến cái tên đó sẽ được công bố chính thức trong ngày hôm nay. Vào chiều nay mùng 3 tháng 5, huấn luyện viên kế nhiệm huấn luyện viên Chaudière sẽ được công bố. Việc VFF chốt huấn luyện viên trưởng vào thời điểm này nhằm giúp đội tuyển Việt Nam có thời gian chuẩn bị cho hai trận gặp đội tuyển Philippines trên sân nhà ngày 6 tháng 6 và đội tuyển Iraq trên sân khách vào ngày 11 tháng 6 tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Và huấn luyện viên Kim Sang-sik là người đầu tiên gửi hồ sơ đến VFF và vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng được nhận định là người sáng giá nhất cho vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam khi huấn luyện viên Kim Sang-sik là học trò cũ của huấn luyện viên Park Hang-seo, đồng thời được đánh giá cao với triết lý gần giống với người thầy của mình, đó là đề cao tính an toàn và hiệu quả. Ngoài ra còn một ứng cử viên khác là huấn luyện viên Alexander Bonkin. Vị chiến lược gia này rất mong muốn được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân này đã có được những thành tích đáng kể với bóng đá Thái Lan
khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan từ năm 2021 trải qua 37 trận đấu và giành 21 chiến thắng, đạt tỷ lệ 56,76%, cao nhất qua các thời kỳ mà những huấn luyện viên khác từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Và ứng cử viên cuối cùng là huấn luyện viên người Nhật Bản Akira Nishino. Vị chiến lược gia này từng để lại dấu ấn lớn khi cùng với đội tuyển Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup năm 2018. Và câu trả lời xem ai sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ được công bố vào chiều tối nay, mùng 3 tháng 5. Thưa quý vị, sau một tháng tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển U23 Việt Nam, thì giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2023-2024 sẽ trở lại với vòng 16. Quãng nghỉ này với nhiều đội bóng đang có phong độ tốt có thể sẽ cảm thấy bị ngắt đi sự hưng phấn. Thế nhưng với những đội bóng đang có phong độ thất thường thì đây thực sự là một quãng nghỉ quý giá để có thể sắp xếp lại lực lượng cũng như là cải thiện về thể lực. Trận đấu sớm nhất vòng 16 sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng 5, cuộc đấu sức trên sân Vinh giữa Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Hà Nội. Đội chủ nhà đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng và chỉ hơn đội đứng cuối là câu lạc bộ Khánh Hòa 4 điểm. Một trận thua nữa có thể sẽ khiến đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật đi chệch hướng và đối diện rõ hơn với khả năng xuống hạng, nhất là khi đội bóng giàu tham vọng như câu lạc bộ Hà Nội không cam tâm với vị trí thứ 6 và rất khát khao chiến thắng để cải thiện thứ hạng. Trên sân Lạch Tray, câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được coi là cuộc đối đầu cân tài cân sức nhất ở vòng đấu này, khi hai đội chỉ hơn kém nhau một điểm và chia nhau vị trí thứ 8 và thứ 9 trên bảng xếp hạng. Và cặp đấu được coi là hấp dẫn nhất vòng này giữa hai đội bóng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng là Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định. Ưu thế sân nhà chắc chắn sẽ là điểm tựa để thầy trò huấn luyện viên Kiatisak tự tin hướng đến mục tiêu 3 điểm để qua đó rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ dẫn đầu xuống chỉ còn 1 điểm. Đây cũng là cặp đấu được Đài Truyền hình Việt Nam lựa chọn tường thuật trực tiếp để gửi tới quý vị khán giả. Kính mời quý vị đón xem. Thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì chúng ta nhắc nhiều đến việc các vận động viên đang cạnh tranh cho suất chính thức tham dự Olympic Paris 2024, hay là ban tổ chức đang có những khâu chuẩn bị cuối cùng về cơ sở vật chất để chuẩn bị cho Olympic. Thế nhưng ít ai nghĩ rằng câu chuyện rất quan trọng đối với các vận động viên cũng như các cổ động viên ở Olympic Paris 2024 đó chính là chế độ dinh dưỡng dành cho các vận động viên trong những ngày thi đấu đỉnh cao như thế nào. Ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Bánh mì nóng giòn, format tuyển chọn và món chay sẽ là một số món ăn đáng chú ý trong thực đơn phục vụ các vận động viên và du khách đến với Olympic Paris 2024. Và những món ăn sẽ do các đầu bếp nổi tiếng người Pháp chế biến. Công ty dịch vụ thực phẩm Sodexo Life của Pháp được lựa chọn để giám sát việc cung cấp dịch vụ ăn uống tại làng vận động viên. Sodexo cho biết họ đã tạo ra tổng cộng 500 công thức món ăn, có khu ăn uống tại chỗ dành cho các vận động viên với sức chứa 3.500 chỗ ngồi. Trong nỗ lực cung cấp nhiều lựa chọn nhất có thể, thực đơn sẽ xoay quanh các nền ẩm thực của Pháp, châu Á, châu Phi, vùng Caribe và các quốc gia khác. Tất cả các món ăn chế biến sẽ dựa trên các sản phẩm theo mùa và 80% đến từ Pháp. Tôi muốn chế biến những món ăn đặc biệt mà đặc trưng giới thiệu thành phố Paris mà cũng dễ ăn với thực khách. Ví dụ như đây là bánh xương bò, với bên trên là kem atiso, trứng luộc, thêm một ít phô mai nấm và cừu, vừa mang tính biểu tượng cho thành phố Paris và vừa là một món chay dễ ăn, dễ làm hài lòng mọi người nữa. Khoảng 40.000 bữa ăn dự kiến sẽ được phục vụ mỗi ngày trong thời gian diễn ra Olympic cho hơn 15.000 vận động viên đến từ 200 quốc gia khác nhau lưu trú ở làng vận động viên Olympic.